Xin chào các bạn, mình là Sang. Và trong chuỗi video ngày hôm nay, mình sẽ nói về cách tăng doanh thu bằng phương pháp chim mồi. Và để trả lời câu hỏi tại sao bán hàng mà đơn không tăng, thì mình sẽ đi vào từng phần nhỏ. Và phần 1 là hãy để khách hàng được thể hiện bản thân. Đọc tiêu đề chắc bạn cũng đã hình dung được phần nào, nhưng để rõ ràng hơn, mình sẽ đi vào ví dụ 1. Ví dụ 1 như sau. Chúng ta có hai gói sản phẩm, một là gói sản phẩm 12 lon và gói sản phẩm thứ hai là 18 lon. Thì các bạn thấy giá của gói sản phẩm 12 lon giá chỉ có 17 đô và giá của sản phẩm 18 lon là 18 đô. Khi nhìn vào hai gói sản phẩm này, rõ ràng khách hàng sẽ chọn mua gói sản phẩm thứ hai, đó là 18 lon với 18 đô. Vậy cái lý do để tạo ra hai gói sản phẩm này là gì? Đó là nếu như bạn tạo ra hai gói sản phẩm và một gói sản phẩm 12 lon giá 12 đô và gói sản phẩm thứ hai là 18 lon giá 18 đô. Mình nói sẵn luôn là người ta sẽ không có mua hàng. Người ta sẽ chọn một cái hãng khác để mà người ta mua với giá rẻ hơn 1 đô một lon. Nhưng ở đây mình sẽ tạo một con chim mồi, tức là cái gói 12 lon này thay vì để 12 đô, mình sẽ để giá 17 đô để cho khách hàng người ta thấy rằng ồ, cái giá sẽ là hơn 1 đô một lon. Và người ta vô tình người ta nhìn thấy cái gói thứ hai 18 lon 18 đô, mình đã cố tình xếp cạnh đó. Và người ta sẽ so sánh hai cái gói này với nhau và họ sẽ có thêm sự lựa chọn. Và họ nghĩ là việc người ta mua cái gói 18 lon với 18 đô là điều hiển nhiên. Và họ rất là vui, họ thấy họ thật thông minh. Và hãy để cho họ thông minh như vậy. Hãy tạo điều kiện cho họ được thông minh như vậy. Khách hàng rất thích được thông minh. Và chúng ta hãy để họ thông minh và họ sẽ mua hàng của chúng ta. Rõ ràng ở đây, cái vấn đề không phải là người ta được mua rẻ, mà là mình đang cố tình tạo ra một cái giá trị, một cái con chim mồi. Mặc dù người ta mua 17 đô cho 12 lon mình vẫn bán thôi, nhưng mà chắc chắn là người ta xác suất mua 18 lon rất là cao. Và chúng ta sẽ bán được 18 lon thay vì 12 lon. Rất là đơn giản, đây là một bước rất đơn giản. Các bạn nâng giá trị sản phẩm bình thường lên, sau đó các bạn bán cái sản phẩm combo kèm bên cạnh đó. Và ở đây khách hàng vui, bạn cũng vui. Rõ ràng bạn không bán đắt, bạn đang bán đúng giá, mỗi đô là một lon. Bạn không bán mắc hơn. Và khách hàng cũng không có bị mua mắc, rõ ràng là như vậy. Và họ cảm thấy vui khi được mua với cái giá hời như vậy, khi mà so sánh hai cái gói sản phẩm với nhau. Ở đây nếu như bạn lấy cái giá sản phẩm là 12 lon 12 đô, họ sẽ không so sánh hai gói sản phẩm này với nhau, mà họ sẽ so sánh sản phẩm của bạn, của cái lon bia này với một sản phẩm bia khác để họ so sánh giá. Như vậy bạn sẽ vô tình bạn dễ mất đi khách hàng. Cho nên là bạn đừng để họ so sánh bạn với người khác, hãy để họ so sánh bạn với một sản phẩm khác của bạn. Như vậy bạn sẽ có khả năng bán hàng cao hơn. Và liên hệ với cái sản phẩm thực tế, thì có thể bạn sẽ kinh doanh ngành giày dép hay quần áo. Tùy theo đó mà bạn sẽ tạo ra cái gói sản phẩm combo mà nó tạo ra cái giá trị như vậy, và cho khách hàng được quyền lựa chọn, được quyền thông minh. Đến cái ví dụ thứ hai, ví dụ là gửi mua Pepsi của nhân viên quầy. Thì khi mà các bạn vào cửa hàng KFC, các bạn mua gà rán xong, thì chắc chắn là các bạn sẽ được giới thiệu. Và em nhân viên này sẽ nói như sau: anh chị sử dụng phần lớn chứ ạ? Nó chỉ nhỉnh hơn phần nhỏ 2.000 nhưng lại nhiều hơn gấp đôi. Thì đây các bạn sẽ thấy là tại sao mà cái nhân viên quầy người ta không nói là anh chị có dùng Pepsi không ạ? Nếu như mà các nhân viên quầy hỏi như vậy thì câu trả lời của khách hàng sẽ là có hoặc không. Và 50% sẽ là có và 50% sẽ là không. Như vậy họ sẽ mất đi 50% khách hàng bằng việc hỏi câu hỏi là anh chị sẽ dùng phần lớn chứ ạ? Tức là người ta đã ràng buộc bạn và bạn sẽ nghĩ luôn trong đầu rằng là mình sẽ mua nước ngọt, và sẽ không có cái khái niệm mà không, tôi không mua, mà là bạn sẽ mua phần lớn hoặc phần nhỏ, chứ còn không có khái niệm là không mua. Và cái việc mà hỏi phần lớn chứ nó chỉ hơn 2.000, tức là họ đưa luôn ra cho bạn cái lý do là chỉ nhỉnh hơn có 2.000 đồng thôi, nhưng mà lại nhiều hơn gấp đôi. Và bạn thấy được rằng bạn có một sự lựa chọn thật là tuyệt vời, và bạn rất là thông minh khi mà chọn cái gói lớn này, bởi vì nó chỉ mắc hơn một chút mà lại nhiều hơn gấp đôi. Và ở đây lại là một cái ví dụ nữa nói rằng là họ đã đưa ra cho bạn một cái sự lựa chọn, và bạn được quyền thông minh trong cái sự lựa chọn đó, và họ bán được nhiều hơn, còn bạn thì thấy vui vẻ khi bạn chọn cái sự lựa chọn đó, và cả hai đều cảm thấy vui vẻ.
Và cái ví dụ thứ hai này bạn cũng nên liên hệ về cái ngành hàng, cái dịch vụ của bạn để mà rút ra được là bạn nên đặt cái câu hỏi như thế nào với khách hàng. Có thể bạn không có bán ngoài cửa hàng, nếu như bạn có bán ngoài cửa hàng thì nhân viên của bạn sẽ hỏi những câu hỏi tương tự như vậy để mà bán được nhiều sản phẩm hơn. Ví dụ như bạn mới vừa bán xong một cái quần jean, nhân viên của bạn sẽ hỏi là anh chị sẽ mua thêm áo thun chứ ạ? Hoặc là anh chị lấy thêm cái áo thun này đi, combo vào. Như vậy là nó cái giá trị sản phẩm bạn bán ra nó được nhiều hơn và bạn bán được nhiều hơn trên một cái khách hàng và nó tăng cái khả năng quay lại mua. Tiếp theo cái điều thứ hai đó là biến thể chim mồi và quy luật 100. Ở đây mình xin nói về cái ví dụ áp dụng giảm giá của những cái chuỗi siêu thị lớn như là Điện Máy Xanh. Các bạn nhìn vào hình các bạn sẽ thấy là người ta ghi là mua tủ lạnh 5 triệu tặng quà 200 ngàn đến 1 triệu. Thì ở cái ví dụ này chúng ta sẽ thấy là người ta ghi là mua 5 triệu giảm ngay 1 triệu thì rõ ràng nó bao giờ nó cũng sẽ hấp dẫn hơn là giảm 20%. Các bạn có công nhận là ví dụ bạn mua một cái điện thoại 5 triệu đồng mà người ta giảm ngay cho bạn 1 triệu đồng, bạn nhìn cái banner như vậy, cái logo như vậy, cái banner như vậy bạn cảm thấy rất là hấp dẫn. Còn nếu như người ta để một cái banner là mua điện thoại 5 triệu giảm ngay 20%, rõ ràng bạn sẽ thấy nó không hấp dẫn bằng mà người ta ghi vào là giảm luôn 1 triệu. Bởi vì đầu óc bạn rất là lười tính toán. Và khách hàng cũng vậy, họ sẽ không có rảnh đâu mà tính toán là giảm 20% là sẽ được bao nhiêu trên 5 triệu đồng. Hãy ghi thẳng vào đấy rằng giảm ngay 1 triệu đồng và họ cảm thấy rất là thực tế và cái tỷ lệ chuyển đổi, cái tỷ lệ mua hàng sẽ cao hơn. Tiếp theo, cái việc mà giảm này nó cũng ở cái mức tương đối, tức là ví dụ ở những cái sản phẩm, giá sản phẩm chỉ có 90 ngàn thôi thì việc bạn ghi là giảm 27 ngàn thì nó sẽ không hấp dẫn bằng giảm 30% mặc dù cái giá trị nó là như nhau. Ví dụ bạn mua một cái áp lưng điện thoại có 90 ngàn mà nó nói là giảm 30%, bạn sẽ thấy ồ cái số 30% này nó lớn hơn 27 ngàn. Bạn sẽ nghĩ là như vậy và rõ ràng nó là như vậy và nó sẽ tăng tỷ lệ chuyển đổi. Cho nên đối với những cái mặt hàng mà có giá trị dưới 100 ngàn thì khi giảm giá bạn nên ghi giảm giá bằng phần trăm. Còn những cái sản phẩm mà có giá trị trên 100 ngàn thì bạn nên ghi thẳng ra là giảm tiền mặt bao nhiêu để họ dễ dàng tính tiền hơn, đầu óc họ lười tính toán và khi mà nó xác thực, nó thực tế thì cái tỷ lệ chuyển đổi mua hàng cho bạn nó sẽ cao hơn. Đến cái phần thứ ba đó là gia tăng chim mồi và tăng doanh số. Ở cái ví dụ thứ tư này mình sẽ lấy cái ví dụ của một ông tiến sĩ, thì ông này ông làm như sau, ông bán sách và ở thư viện trường thì ông bán cái bản giấy với giá 125 đô và giá bản web là 59 đô và bản giấy cộng web là 125 đô. Thì ở đây mình lấy ví dụ là quyển sách, mình chỉ lấy đại một quyển sách thôi nha, các bạn đừng nghĩ quyển nhà bán hàng vĩ đại này là 125 đô nhé. Thì khi tạo ra những cái gói sản phẩm như thế này thì cái kết quả ông nhận được là như sau. Kết quả nhận được là bản giấy không bán được bản nào, bản web bán được 16 bản và cái bản combo là bán được 84 bản. Và sau đó ông thấy cái bản giấy không bán được thì ông sẽ bỏ đi cái bản giấy này, bỏ đi sự lựa chọn bản giấy và kết quả ông nhận được là như sau. Ông bán được bản web 68 bản và bản combo là 32 bản. Suy ra là ông đã mất đi 30% doanh thu khi mà bỏ đi cái con chim mồi là bản giấy này. Ở đây lại một lần nữa chúng ta quay lại chúng ta thấy chúng ta nên tạo ra những cái giá trị, những cái sự so sánh cho khách hàng. Khi mà nhìn vào như vậy rõ ràng người ta sẽ chọn mua bản web hoặc là bản giấy. Chúng ta biết rõ điều đó và khách hàng họ cũng biết rõ điều đó. Nhưng chúng ta không phải là nên bỏ đi cái bản giấy này. Cái bản giấy này mặc dù không bán được nhưng nên ở đó vì nó là chim mồi. Nó là một con chim mồi, nó đã đậu sẵn và chờ ở đó để cho người ta so sánh. Người ta so sánh cái giá trị người ta bỏ ra và người ta đạt được những gì. Và kết quả là người ta sẽ mua hết bản giấy cộng web và hoặc là bản web thôi, người ta sẽ không mua bản giấy. Và theo đó họ thấy họ có nhiều sự lựa chọn hơn và họ thông minh hơn khi mà chọn cái sự lựa chọn đó. Và họ sẽ quyết định mua nhiều hơn và tỷ lệ chuyển đổi sẽ cao hơn. Và chúng ta sẽ mất đi 30% doanh thu nếu như bỏ đi cái con chim mồi này. Và qua ba cái vấn đề mình đã nêu ra ở trên thì các bạn hãy tự liên hệ với sản phẩm và dịch vụ của bạn và tạo ra cái con chim mồi của chính bạn nhé. Bởi vì qua cái những cái ví dụ rất cái xác thực này, các bạn mình nghĩ các bạn hoàn toàn có thể tạo ra cái con chim mồi của chính bạn và tăng cái doanh thu của bạn.
Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau. Nhớ like và share cái video này, cùng với việc subscribe cái kênh Maca của mình để theo dõi những video khác nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.